Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Lộ diện loạt thí sinh sở hữu profile khủng, lọt top 55 đại sứ Hoàng Mỹ 2020. Sau buổi workshop giới thiệu và gặp gỡ thí sinh, tất cả các thí sinh đã xuất hiện với diện mạo vô cùng chỉnh chu và đầu tư về mặt hình ảnh để lọt mắt xanh của ban giám khảo. Nối tiếp danh sách 10 thí sinh được công bố trước đó gồm Đào Anh, Đỗ Tây Hà, trang chủ cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2020 tiếp tục hé lộ 10 cái tên tiếp theo vô cùng ấn tượng. Theo đó, thí sinh Mộng Thường, Châu Kim Sang là những cái tên gây được chú ý. Với bản lĩnh kinh nghiệm, khi Châu Kim Sang từng là gương mặt cũ ở mùa giải trước đó, hay Mộng Thường là gương mặt khá quen thuộc đối với khán giả, đi đôi với sự kỳ vọng đó chính là áp lực, gánh nặng, khiến họ phải nỗ lực hết mình cho chặng đua trước mắt. Được nắm trong tay tấm vé đến với cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới, để từ đó truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng bằng những dự án thiết thực. Đó là cơ hội của hàng trăm cô gái trẻ. Với sự cạnh tranh khốc liệt đó, Top 55 mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ là những nhân tố tiềm năng sẵn sàng chinh chiến trên đất Thái vào năm 2021. Để chọn ra 10 thí sinh tiếp theo lọt vào Top 55, ban giám khảo đã thực sự cân nhắc rất kỹ. Một mặt không muốn từ chối cơ hội của bất kỳ ai. Tuy nhiên vương miện chỉ có một, cô gái nào đủ đam mê, đủ nhiệt huyết, đủ bản lĩnh và tài năng để mang đến trên mình giải sát tiếp nối hoài xa. Liệu với thành tích top 10 The Tiffany 2018, lần trở lại này có giúp Kim Sang đạt được thành tích như mong muốn? Châu Kim Sang được ưu ái với tên gọi Ngọc Trai Đen. Cô gái sinh năm 1996, sở hữu làn da bánh mật cực kỳ cuốn hút. Không chỉ gây chú ý từ vòng lộ diện, tại buổi xuất hiện của workshop vừa qua, cô cũng chứng tỏ thần thái tự tin và có chiến lược rõ ràng. Sinh năm 1995, Mộng Thường đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Vì sở hữu gương mặt đẹp, thần thái tự tin, kỹ năng kết quốc điều luyện cùng body siêu hoàn hảo. Không chỉ có kinh nghiệm hoạt động người mẫu lâu năm, Mộng Thường còn sở hữu một khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cực kỳ tốt. Đây là một cơ hội cho cô nếu như cô có cơ hội đi chinh chiến quốc tế. Trước khi đến với cuộc thi Miss International Queen năm nay, Vương Vi từng giành được danh hiệu Á Hậu 1 Miss Pride 2017. Mặc dù có chiều cao khiêm tốn, nhưng cô gái đến từ Vĩnh Long lại sở hữu body rất cân đối. Cô từng chia sẻ, tôi muốn ứng dụng danh hiệu Á Hậu này để kêu gọi nhiều tình thương từ cộng đồng, để cùng nhau chung tay trong những hoạt động thiện nguyện mà chính mình là người đưa ra dự án đầy ý nghĩa ấy. Trần Hoàng My, một trong những thí sinh lớn tuổi nhất tại cuộc thi năm nay, cô gái sở hữu mái tóc tém cá tính, hứa hẹn sẽ mang đến màu sắc mới lạ tại cuộc thi năm nay. Vượt lên thử thách tuổi tác, năm nay cô 32 tuổi để tìm lại chính mình, liệu may mắn có mỉm cười với Hoàng My? Mặc dù chỉ là bước đầu tiên trên chặng đường chạm lấy vương miện giành giá, nhưng việc hé lộ những cái tên có background khủng lọt vào top 55, đa số họ đều là sự lựa chọn của khán giả, đồng thời cũng bảo chứng cho sức hút của một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia uy tín. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.